Xin chào tất cả mọi người Hôm nay bác sẽ cập nhật nhanh tới các anh một cái Equalizer của Victor Con này là C70, mình hay gọi là lọc quá ha các anh à, Bách thì không bán mấy cái này thường xuyên đâu Nhưng mà hôm đó đấu giá thấy nó còn rất là mới và nó cũng rẻ nữa Cho nên là mua luôn Bây giờ một cái sản phẩm với tình trạng tốt chỉ có 6 triệu rưỡi thôi các anh Chứ không phải là 8 triệu, 8 triệu rưỡi như năm ngoái ha Con này thì Bách cũng đã kiểm tra hết tất cả mọi tính năng rồi Tình trạng còn rất là tốt Và các anh có thể đánh giá sơ về cái dàn đèn của nó ha C70 nó là một trong những cái dòng gần hết số của Victor rồi cho nên về cái khả năng đáp ứng của nó chúng ta không có gì phải bàn. Ở đây là cái bộ đèn chính giữa này. Các anh có thể kiểm tra hết những cái đèn của nó ha. Cái này thì bác cũng có xem rồi. Tất cả đèn hoạt động bình thường. Không có cái nào bị mờ hay là bị tắt cả. Còn cái dàn này thì bác cũng đã kiểm tra rồi. Không có cái nào là tiếp xúc kém hay là bị sột sẹt khi mà chúng ta... À, cần chỉnh Mấy cái này thì chắc các anh cũng quá quen thuộc rồi ha Không có gì lạ. Những cái Equalizer thì nó rất là dễ xài Mình chỉ cần cấp tín hiệu vào Và lấy tín hiệu ra cho nó thôi Các anh có thể đánh giá về gương mặt nè Mặt của nó được làm bằng kim loại nha các anh Cái mặt này là bằng nhôm Nhưng mà nó không có phay xước Mà nó lại làm dạng như hạt mờ Góc cạnh còn rất là đẹp nè Khả năng là hôm đó may mắn đấu giá được con này giá rẻ thôi chứ bất nghĩ cũng à, nếu với mức giá về tới đây mà chỉ có 6 triệu rưỡi một cái sản phẩm đẹp như thế này thì chắc cũng không có mua được thường xuyên. Đó. Những cái con vít của nó các anh có thể thấy là nó còn rất là trắng luôn, không hề có cái dấu hiệu bị oxy hóa. Bề mặt sơn của vỏ cũng đẹp. Rồi, tương tự thì ở bên này cũng sẽ như vậy chúng ta quan sát luôn về phần mặt sau cũng như là khoang nội thất bên trong ha Bất nhớ không lầm thì c 70 cái cái sườn của nó sẽ được c 7 màu để xem là cái sườn của nó màu sắc còn đẹp hay không nha các anh ở vị trí này thì bề mặt sơn cũng còn khá là tốt nè các anh đặc biệt là góc cạnh của nó không có bị cấn mớp gì vỏ của nó thì cũng khá là mỏng nó sẽ không có dày được giống như là vỏ của âm ly đâu nhưng mà những cái sản phẩm sản xuất ở cái thời điểm này thì nó vẫn rất là cứng cáp được một cái là những cái giác av này các anh Mặc dù được làm bằng thép không có xi mạ gì nhưng mà màu sắc của nó còn rất là mới nè Không có bị đen xét ở đây Bên trong thì Bách vừa quan sát sơ Và như các anh có thể thấy là toàn bộ phần khung xương được xi bảy màu Và cái màu sắc của nó còn rất là đều nha Không có bị loang lỗ và không có bị lão hóa chỗ nào cả Bên này cũng sẽ như vậy Tất cả những cái dây nhựa này còn nguyên vẹn Chưa hề bị tháo mở ra nè những cái lọc thì hầu như bác thấy nó chả có gì hư hết anh Ở đây thì chúng ta sẽ có cái bộ cần cân chỉnh của nó này. Tất cả đều còn khá là mới. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần bên trong một khung sườn tân phố gấp nguồn ở đây ha. Những cái con này thì nó chỉ xử lý tín hiệu thôi. Nó không có công suất cho nên là nó cũng không có cần tiêu thụ một cái lượng điện năng quá lớn. Thành ra là cái bộ nguồn của nó nhìn cũng khá là đơn giản thôi các anh. Không có gì đặc biệt ha. Được một cái là con C70 của chúng ta rất là mới Rất mới luôn Hiện tại thì mức giá của nó sẽ là 6 triệu rưỡi Và bác sẽ cam kết yếu tố nguyên bản là tuyệt đối Bảo hành trong vòng 6 tháng giống như là những cái sản phẩm khác để các anh có thể yên tâm sử dụng ha Bây giờ thì nghe nhạc bác thấy phần lớn là cũng không sử dụng lọc nhiều Tại vì những cái thiết bị âm ly cũng như là nguồn phái thế hệ mới Cái khả năng mà cân chỉnh của nó cũng đã rất là tốt rồi Tuy nhiên thì à, vẫn còn nhiều khách hàng sử dụng để mà hát karaoke á, nâng tông cho nó dễ thì C70 nó đáp ứng cũng rất là tốt về những cái vấn đề như vậy nếu các anh có thêm những thắc mắc hay là nhu cầu gì phát sinh vui lòng gọi trực tiếp với bách qua số điện thoại có trên tiêu đề của video nha xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video lần sau ạ